Alo, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Và điều đầu tiên thì mình muốn xin lỗi các bạn vì một lý do rất nhảm rằng micro của mình gặp vấn đề về kỹ thuật và mình không hề biết nên mình đã không thể đăng tải video phỏng vấn người nước ngoài và người Đức như đã hứa cho các bạn được. Chiếc camera của mình thì hoạt động rất là ổn định, mỗi một video quay xong thì mình đều check lại trên loa của camera và âm thanh đều ổn, nhưng khi mà mình cho máy tính ấy, mình edit video ấy thì mình nhận ra một điều, đó là nó chỉ hoạt động ở trên một bên loa thôi các bạn, chiếc micro của mình ấy. Tức là khi mà các bạn đeo tai nghe hai bên này, hay là khi mà các bạn mở loa đôi lên này, thì các bạn chỉ nghe được một bên thôi. Và bản thân mình thì muốn là khi các bạn luyện nghe tiếng Đức thì các bạn sẽ có một tâm trạng tốt nhất có thể và những gì các bạn nghe cũng sẽ là thoải mái nhất có thể để các bạn có thể tiếp thu tiếng Đức một cách tốt nhất. Nên là mình đã xóa video đấy rồi và không đăng tải lên. Tuy nhiên thì mình hứa với các bạn là mình sẽ cố gắng làm lại một video nhanh nhất có thể cho các bạn và đăng tải trong thời gian sớm nhất để các bạn có thể luyện nghe tiếng Đức mỗi ngày. Trong video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cách mà mình có thể kiếm thêm thu nhập tại Đức. Ngoài kiếm thêm thu nhập thì sẽ là làm cách nào để trong túi của bạn luôn có tiền và không phải lo lắng về vấn đề tài chính khi mà sống tại Đức nữa. Thì mình đã tới Đức được vài năm rồi và từ ngày mà mình đặt chân tới Đức ấy thì mình đã đặt ra cho mình rất là nhiều mục tiêu. Và một trong những mục tiêu đó chính là luôn phải chủ động về tài chính. Thì hồi mình còn ở Việt Nam ấy thì mình cũng đã có một vài cách để mà kiếm thêm thu nhập rồi. Và có một hai cách đó thì hiện tại mình vẫn đang sử dụng tại Đức. Quan điểm đầu tiên của mình ấy, đó chính là một đồng không lãng phí là một đồng tiết kiệm được. Các bạn cứ nói rằng gửi tiết kiệm được mấy đồng đâu, nhưng mà như mình nói ấy, nếu như các bạn cứ chi ít thì các bạn sẽ không bao giờ có nhiều cả. Bây giờ mình mới sang Đức hoặc là mình sống ở Đức được một thời gian thôi, mà nếu mình không tiết kiệm thì sẽ không bao giờ có tiền trong túi cả. Thì cứ mỗi thứ mà bạn tiết kiệm được một ít ấy, thì tất nhiên là khi mà gom những cái ít để lại đấy thì bạn sẽ có nhiều và nó sẽ làm bạn khá là bất ngờ đó. Đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm soát chi tiêu và các bạn sẽ có tiền dù không phải làm gì cả. Vì sao? Vì chắc chắn các bạn đã từng gặp những cái trường hợp như thế này rồi. Quái nhỉ, tháng này mình có tiêu đồng nào đâu mà sao lại mình có tiêu cái gì đâu mà sao lại hết tiền nhỉ? Mình chả tiêu cái gì cả mà tự nhiên tiền hết, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà lúc nào các bạn nói thế đúng không? Bản thân mình ngày xưa cũng từng nói như vậy. Mình cũng nói là ủa, tháng vừa rồi mình đâu có tiêu cái gì đâu, tại sao mình lại hết tiền nhỉ? Nhưng mà thực ra ấy, là bạn đang tiêu nhiều hơn mà bạn nghĩ, nên là bạn mới có suy nghĩ như vậy. Ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn một file mà mình đã soạn sẵn bằng tiếng Đức cho các bạn nhé. Cái file này thì mình cóp nhặt của một kênh YouTube rất là hay, mà bạn đấy rất hay nói về vấn đề kinh tế và tài chính, những kiến thức về đầu tư, những kiến thức về kinh tế tài chính. Và đó là kênh YouTube là tên là Thành Công TC. Thì bạn ấy chia sẻ rất là nhiều kiến thức hay về kinh tế. Thì ở đây các bạn có thể điền tất cả những cái chi tiêu của các bạn tại đây. Chỉ cần điền những gì bạn tiêu, tức là bạn mua cái gì đó. Cứ bất kỳ nào bạn tiêu tiền, bạn chỉ cần mở điện thoại ra, mở file ra, điền vào là xong. Còn những thứ khác họ sẽ tự tính cho bạn. Nó sẽ tính cho bạn tổng chi tiêu của bạn là bao nhiêu, có cả biểu đồ đi kèm để bạn biết là bạn đã chi tiêu vào mục gì, bạn đã chi tiêu mục nào rất là nhiều, những gì bạn chi tiêu nhiều thì bạn có thể xem lại. Cái bảng này rất là hay và mình đã chuyển file này từ tiếng Việt sang tiếng Đức rồi. Thì các bạn cũng nên viết những cái chi tiêu của các bạn bằng tiếng Đức. Thì đó sẽ là một cách rất là hay để mà các bạn có thể luyện thêm mặt chữ và từ vựng ngữ pháp của tiếng Đức của các bạn. Ở đây thì mình lấy ví dụ bản thân mình luôn cho các bạn nhé. Trong tháng 5 thì mình đã chi tiêu những gì? Thì tháng 5 vừa rồi mình chi tiêu tổng là 400 euro. Tức là vừa tháng vừa rồi đây này. Thì mức lương Asubi của mình là khoảng tầm 1.000 euro, tức là mình dư được đó khoảng tầm 600 euro một tháng. Thì tiền ăn của mình nó rơi vào tầm 200 euro một tháng. Thì mình nghĩ là đại đa số các bạn, tiền ăn của các bạn cũng rơi vào loanh quanh như vậy, 120 đến 200, 150 đến 200 euro một tháng. Và gần như tháng nào cũng vậy cả. Và chi tiêu cá nhân của mình là khoảng 100 euro, vé tàu hết 50 euro và chi tiêu linh tinh thì tầm 50 euro nữa. Thực ra thì mình cũng sẽ có thỉnh thoảng đi ăn với bạn bè. Thì nếu như mình đi ăn với bạn bè thì nó sẽ rút ngắn cái chi phí lương thực thực phẩm của mình lại. Cộng với cả mình cũng sẽ chi tiêu những cái khác ít đi. Nói chung là trung bình một tháng thì mình tiêu hết đâu đó khoảng tầm 400 euro. Ngoài ra thì cái việc gửi tiết kiệm của các bạn cực kỳ quan trọng. Bản thân mình rất thích việc gửi tiết kiệm các bạn vì nó cho mình một sự an toàn nhất định.
Đương nhiên là mình sẽ không bỏ hết trứng vào một giỏ, mình có bao nhiêu tiền mình không bỏ hết vào tiết kiệm, mà mình sẽ chỉ bỏ một phần nào đó thôi, gọi là một phần tiết kiệm của mình. Thì mình mỗi khi mà mình nhận lương mỗi tháng ấy thì mình luôn trích một khoản vào cái phần tiết kiệm này. Thường thì các bạn sẽ làm là các bạn chi tiêu đến cuối tháng rồi còn dư bao nhiêu thì các bạn mới gửi tiết kiệm đúng không? Nhưng mà đến lúc đó ấy thì tin mình đi là các bạn không còn đồng nào đâu. Bản thân mình đây là một ví dụ rất rõ ràng, vì trong túi càng nhiều tiền tiêu ấy thì các bạn các tiêu càng nhanh hết. Khi mà trong túi của bạn có ít tiền đi thì cái việc khi bạn mua cái gì đó bạn cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn so với việc là trong túi bạn có nhiều tiền. Điều đó đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ tiêu vào những thứ không cần thiết ít đi. Đó, như mình nói đó, tức là một đồng không lãng phí chính là một đồng các bạn tiết kiệm được. Đó, thì tiêu tiền thì nó siêu dễ luôn các bạn, tiền cứ bày ra trước mắt thì tiêu kiểu gì chả tiêu hết được, chả nghĩ ra cái này thì nghĩ ra cái kia để tiêu tiền. Chẳng có gì trên đời này dễ như tiêu tiền các bạn ạ. Thì mỗi tháng ấy, thì mình để ra khoảng tầm 500 euro tiền tiết kiệm cá nhân. Tức là mình cứ nhận lương là mình sẽ để 500 euro vào cái tài khoản đó. Số tiền này mình sẽ để dành trong 6 tháng để rút. Và cái số 6 tháng này mình sẽ tiết kiệm cho cái mục tiêu của mình, chính là tháng 7 đến tháng 8 này mình sẽ đăng ký thi bằng lái xe tại Đức. Và tất nhiên là sẽ có video cho các bạn để các bạn có thể có bằng lái xe. Mặc dù mình còn là một Asobi nha, nhưng mình cũng đã tiết kiệm được để có thể thi bằng lái xe rồi. Thì mình hy vọng là các bạn cũng sẽ tiết kiệm được một khoản để các bạn có thể thi bằng lái xe trong khi còn là Asobi, không nhất thiết phải là đến lúc các bạn đi làm rồi các bạn mới thi bằng lái xe. Còn những bạn mà có gánh nặng, có trọng trách gửi tiền về cho gia đình thì các bạn cũng đừng gửi mỗi tháng về cho gia đình. Thay vào đó các bạn hãy gửi theo định kỳ. Đó, 6 tháng đến 1 năm gửi cho gia đình, và cái số tiền kia thì các bạn gửi và tiết kiệm cũng như vậy, tức là các bạn sẽ gửi tiết kiệm khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm rồi các bạn hãy gửi về cho gia đình. Khi đó thì các bạn cũng sẽ nhận được số tiền lãi khá là ấn tượng rồi đấy, thì vẫn là số tiền gửi như vậy đúng không, nhưng đổi lại bạn sẽ có thêm một số tiền lãi. Các bạn có thể sử dụng app gửi tiết kiệm Việt Nam hay là app Đức cũng đều được. Thì có rất nhiều app hay gửi tiết kiệm như là Finhay hay là Momo cũng được luôn. Thì khi làm như vậy ấy, thì một thời gian sau thì các bạn sẽ có một khoản tiền lãi rất là ấn tượng cộng với số tiền gốc của các bạn đã tiết kiệm được rất là nhiều các bạn. Thì hơn nữa giờ ấy, gửi tiết kiệm online nó rất là tiện các bạn, tiện hơn ngày xưa rất là nhiều các bạn. Không phải ra ngân hàng, không phải sợ khác biệt về ngôn ngữ. Rồi gửi online ấy, thì có một điều rất là hay, đặc biệt là cái app Finhay mình đang gửi ấy, thì các bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà cái số tiền lãi nó đều giữ như vậy nếu như các bạn gửi ở ngân hàng đúng không? Thì khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm các bạn mới được rút, tức là gửi lãi định kỳ ấy. Nếu các bạn rút sớm hơn thì các bạn không được một đồng lãi nào cả. Nhưng ở những cái app này ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể rút bất cứ lúc nào và tiền lãi nó tính theo ngày mà các bạn, tức là số tiền lãi của bạn được cộng theo ngày, cộng theo ngày, cộng theo ngày. Đó, thì các bạn rút bất cứ lúc nào các bạn cũng nhận được một cái lượng lãi cố định như vậy. Ngày xưa ấy, khi mà mình mới sang Đức ấy, thì mình tiết kiệm được ít hơn vì mình chưa kiểm soát được chi tiêu và mới tới mà các bạn. Thì các bạn sẽ có rất nhiều thứ phải mua, phải sắm. Đó, thì mình chưa gửi được nhiều như vậy, nhưng đến hiện tại thì mỗi tháng là mình tiết kiệm được khoảng tầm 500 euro. Thì các bạn nhân ra 3 năm là 36 tháng. Nếu như các bạn chưa bị gánh nặng gửi tiền về gia đình đi, thì trong 3 năm đó nhân với 36 tháng mỗi tháng 500 euro đúng không ạ? Thì các bạn đã có tổng là 18.000 euro rồi. 18.000 euro trong túi chưa kể tiền lãi, nhưng mà bây giờ lãi dòng theo như mình với từ khóa là khai thuế tại Đức hoặc là hướng dẫn khai thuế tại Đức thì đều có những video hướng dẫn rất là chi tiết. Thì nếu các bạn muốn làm ngay, các bạn hoàn toàn có thể tra những cái video đó, người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nhưng các bạn hãy lưu ý là có rủi ro nha các bạn. Khi các bạn khai thuế thì bên sở thuế ấy, họ sẽ tính lại toàn bộ thuế của các bạn. Tức là sao? Tức là nếu như có khả năng nhé, là nếu bạn đóng chưa đủ thuế thì bạn sẽ phải bù thêm tiền vào. Tức là không những được mà mất. Nhưng đại đa số các trường hợp ấy thì đều là các bạn được nhận thêm về cả, rất ít trường hợp các bạn phải bù thêm vào. Vì khi mà các bạn đi làm ấy thì doanh nghiệp đã có một bộ phận riêng. Cái bộ phận này họ đã tính chuẩn thuế cho các bạn rồi. Trừ một số doanh nghiệp mà không có bộ phận riêng và cái người tính lương tính thuế cho các bạn ấy không phải là một người trong ngành và người ta không tính chuẩn thuế cho các bạn. Dẫn đến là các bạn đóng thiếu thuế và các bạn sẽ phải đóng bù vào. Tuy nhiên thì các bạn nghĩ đi, một năm các bạn mua sách vở rồi mua công cụ hỗ trợ học tập,
mua đồ đi làm những dụng cụ phục vụ cho công việc của các bạn, rồi các bạn được hoàn lại đúng không? Thì một năm các bạn cũng kiếm được thêm một khoản rất là khá khi mà các bạn còn là một Asobi. Có một câu nói mà có lẽ ai cũng biết là đầu tư mà không bao giờ lỗ, thì chính là đầu tư vào bản thân mình. Mỗi người sẽ có một cái hướng đi riêng cho bản thân mình. Vì vậy mà mỗi người cũng sẽ có cách đầu tư vào bản thân khác nhau. Mình sẽ lấy chính bản thân mình làm ví dụ. Thì vì trong tương lai mình muốn tiếp tục đi học và muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Đức tại Đức, nên hiện tại thì mình đều trau dồi vốn tiếng Đức của mình mỗi ngày. Và cái sách nào mình cũng mua các bạn, và giờ sách tiếng Đức của mình thì nó dày cộp lên này các bạn. Sách nào mình cũng mua, và có những sách hay ấy, mình đọc lại tới 2-3 lần. Đây là một cách đầu tư vào bản thân mà mình thấy khá là tiết kiệm và chất lượng cao. Các bạn cũng vậy, đầu tư vào bản thân thì không bao giờ là thiệt cả. Các bạn có thể đầu tư vào chuyên môn, kinh nghiệm hay đầu tư cho bản thân kiến thức. Hơi vĩ mô đúng không? Nhưng mình nói đến nhóm đối tượng trẻ bọn mình là những du học sinh nhá, thì không quan tâm là bạn du học nghề hay là du học đại học, không quan tâm là bạn đi làm trong ngành nào, bạn sống ở Đức, tiếng Đức của bạn mà cực kỳ tốt thì cơ hội nghề nghiệp của bạn đã rất là cao rồi. Trong các cuộc phỏng vấn thì mình lấy một ví dụ nhá. Trong các cuộc phỏng vấn đi xin việc, có hai bạn người Việt đi phỏng vấn xin việc, và một bạn thì có kinh nghiệm chuyên môn bình thường thôi, nhưng tiếng Đức của bạn ấy cực kỳ tốt và bạn ấy có thể trả lời hết tất cả câu hỏi của người tuyển dụng. Và một bạn chuyên môn cao hơn bạn kia, chuyên môn cao hơn rất là nhiều, nhưng tiếng Đức của bạn ấy khá là kém, vì bạn ấy làm việc lâu rồi nên bạn ấy có trình độ chuyên môn khá là cao, nhưng tiếng Đức của bạn ấy khá là kém. Và khi mà người phỏng vấn hỏi ấy, thì bạn ấy không biết trả lời như thế nào cho đúng cả. Đó, và bằng cấp hai bạn này thì giá trị tương đương. Thì đương nhiên là khi mà phỏng vấn thì cái người tuyển dụng người ta chưa biết bạn làm việc như thế nào cả, đúng không ạ? Thì người ta sẽ chọn người nào ưu tú hơn, để trong một cuộc phỏng vấn khi mà bạn tiếng Đức tốt hơn này, bạn trả lời những câu hỏi người ta một cách tốt này, một cách gọi là thuần thục và chuyên nghiệp ấy, thì đương nhiên là bạn sẽ có cơ hội việc làm cao hơn, bạn sẽ là người được tuyển. Và cái bạn kia mặc dù chuyên môn cao nhưng tiếng Đức rất là kém thì bạn ấy cũng sẽ không được tuyển là điều bình thường thôi. Và chưa kể là khi mà tiếng Đức của các bạn tốt ấy, thì các bạn sẽ có những kỹ năng gọi là kỹ năng điêu lương. Điêu lương là sao? Tức là các bạn có thể thỏa thuận mức lương cao hơn so với mức lương mà dự kiến ban đầu. Tức là mức lương người ta đưa ra và bạn cảm thấy là bạn có thể làm tốt hơn, trình độ của bạn cao, thì bạn có thể đưa ra một cái offer tốt hơn. Tức là tôi là một người giỏi tiếng Đức, tôi có bằng cấp, tôi có trình độ, thì tôi muốn một mức lương cao hơn so với mức lương ngài đưa ra, và mình sẽ thỏa thuận. Đó chính là các bạn kiếm thêm đó các bạn. Bản thân mình luôn nghĩ rằng sống và làm việc ở Đức không khó, tiếng Đức mới là khó. Nhưng ngoài kia bao nhiêu người người ta làm được, thì mình nghĩ là bản thân mình cũng làm được, và mình tin là các bạn cũng sẽ làm được. Người ta làm được thì mình làm được. Mình ở đây để hỗ trợ các bạn cơ mà. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có bất kỳ khúc mắc nào, thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn tin cho mình, thì mình sẽ cố gắng để giúp đỡ các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể để lại những cái bình luận, những cái câu hỏi của các bạn dưới phần bình luận, và mình sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi của các bạn trong khả năng hiểu biết của mình. Chúc các bạn sẽ có một cuộc sống thật tốt tại Đức, công tác thật tốt tại Đức, và sẽ không bao giờ phải lo về vấn đề tài chính như bao người Đức khác. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.